Hi các bạn, mình tên là Bunny. Và trong cái video của ngày hôm nay thì Bunny sẽ làm một cái video ngắn gọn về một cái sản phẩm mà Bunny sẽ review sau đây cho các bạn xem. Và những sản phẩm này là của Thái Lan. Và cách đây vài ngày trước thì họ đã gửi về cho Bunny xài thử. Nhưng mà thực tình á, thì cái này á, là họ gửi về cho Bunny xài thử xong rồi quảng cáo trên cái Instagram của Bunny. Nhưng mà để mà cảm ơn thương hiệu Salmon Break, cho nên Bunny muốn làm một cái video review nho nhỏ để mà review cho các bạn biết về sản phẩm Salmon Break trên YouTube để mà cảm ơn họ. Nhưng mà yeah, thì những cái hiệu này á mà Bunny sẽ giới thiệu cho các bạn sẽ là của hiệu Thái Lan, được mang tên là Salmon Break. Và những gì mà các bạn cần biết về hiệu này thì mình sẽ để nó ở dưới cái description box cho các bạn xem. Instagram của họ và lại cái website của họ thì họ có gửi cho Bunny về 3 món đồ. Món thứ nhất là lotion, món thứ hai là facial, giống như là facial cream. Còn món thứ ba là cái wax strip á, để mà chúng ta có thể wax lông nách hay là lông chân của chúng ta. Ok, thì cái món đầu tiên mà Bunny sẽ giới thiệu cho các bạn á là cái em này đây. Em này là cái em wax strip, như là các bạn có thể dùng nó để mà nhổ lông nách, như là cái đồ wax á, xong rồi để ảnh vô tí xíu xong rồi kéo nó ra. Đã thấy như vậy hay là ở dưới lông chân. Và yeah, đây là cái món đầu tiên mà Bunny sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì trong cái hộp này á, thì nó có bao gồm 1, 2, 3, 3 cái wax strip ngay đây để mà chúng ta có thể nhổ lông, những lông trong cái bộ phận của chúng ta. Ây da, đợi tí, tê chân quá. Ok, để đổi luôn cái ngồi nãy giờ. Ây da, tê chân quá. Ây da, tê quá. Đợi tí. Tê chân quá. Ok, better. Ok, món tiếp theo mà Bunny sẽ giới thiệu là cái khoảng nó cất vô cái bên này có cái tật lấy ra mấy cái đồ mà không có xài, chỉ lấy ra xem thôi, là bên này phải cất vô liền. Nếu mà không cất vô liền thì bên này cảm thấy rất là khó chịu. Rồi yeah. Ok, xong rồi cái món tiếp theo mà bên này sẽ giới thiệu là cái em này đây. Mọi thứ đều là ghi tiếng Thái á, bên này thì không biết tiếng Thái, cho nên bên này chỉ nếu mà là tiếng Anh thì bên này mới đọc được thôi. Còn một cái món thứ hai là cái em body lotion. Thì đây. Kem như là dưỡng da đó. Và mùi của nó cũng rất là thơm và bên này hay xài hàng ngày cái em này, nó xài rất là thơm. Yeah, món thứ hai là cái body lotion. Ok, còn cái món thứ ba là đây, cũng là có hiệu Salmon Break nhưng mà cái dạng này được mang tên là Muku. Muku Salmon Break Facial Cream. Facial Cream á là cái loại kem mà chúng ta có thể dùng để mà thoa lên mặt của chúng ta ha, cho da mặt của chúng ta tốt hơn, sáng hơn và trắng hơn, tại vì nó có chất tẩy trong đây á. Nhưng mà yeah, thú thật thì Bunny không có xài cái chất tẩy này đâu, tại vì cái da của Bunny nó cũng trắng rồi. Nhưng mà Bunny sẽ cho mẹ của Bunny hoặc là em họ của Bunny xài. Nhưng mà yeah, đây là cái em Salmon Break Facial Cream. Chúng ta có thể dùng nó đây nè, ấn nó lên á. Đó, thì nó sẽ lên cái em này ngay đây, rớt lên mặt của chúng ta ha, sau đó rửa ra. Nhưng mà yeah, nó giống như vậy đây. Và yeah, và đây là ba cái món mà Salmon Break đã gửi về cho Bunny để mà xài thử. Và nếu mà các bạn hứng thú và muốn mua những sản phẩm của họ thì các bạn có thể vào website của họ hoặc là vào Instagram của họ để mà biết thêm chi tiết về họ. Và khi mà các bạn muốn mua thì các bạn hãy nhớ dùng cái code cái code được mang mã số là BVMUKU để mà các bạn có thể lấy được 10% off, 10% discount. Cho nên các bạn hãy nhớ dùng cái code đó để mà lấy 10% discount nha. Và để sẽ để cái code ngay đây với lại dưới cái description, với lại dưới cái description box cho các bạn xem. Còn bây giờ thì Bunny phải đi đây. Và Bunny xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye.